Chào tất cả các anh em. Chúng anh em là tổng hợp một số mẫu lồng nhôm giá bình dân ở chỗ shop. Thì những cái mẫu lồng nhôm này giá hết sức chi là bình dân. Và chúng tôi sẽ nói tên từng mẫu sản phẩm, và khi anh em nào mua thì vui lòng đọc tên mã sản phẩm. Thí dụ như cái mẫu này nó tên là lồng A2 nha tất cả các anh em. Size của nó là size 30. Và giá tiền hiện tại đang bán mẫu này chỉ có 200k thôi anh em, thấy là 200k cho một sản phẩm như thế này. Thì có anh em mua nguyên vật liệu hoặc anh em tự làm thì bảo đảm nó cũng đã tốn tiền hơn như thế này rồi. Đó. Chất liệu làm bằng nhôm nha tất cả cái này, nang nhôm, khung nhôm, gù gỗ, áo trùm lửng như thế này luôn. Tặng kèm là áo này, hai cống ăn ở đáy không phân. Đó, A2 size 30. Giá 200k nha tất cả thế này. Đó, anh em mua thì bắt buộc anh em phải nói mã sản phẩm thì chúng tôi mới biết được, tên sản phẩm thì mới biết được, chứ còn anh em điện đến bán cho tôi cái lồng cu tôi biết giao cái nào cho anh em trong đây. Lỡ ông thích cái này tôi giao cho ông cái này thì giao đến thì lại hết sức là phiền phức. Đó, nếu anh em thích cái to hơn thì anh em sẽ có là cái size 36 này. Size 36, mẫu của nó cũng là A2 size 36 ha. Đó. Mẫu này thì chỉ có 230 ngàn thôi. Thì anh em cũng hết sức thông cảm là giá nó cũng có thể thay đổi theo thời giá, theo năm tháng có thể nó lên 5 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn một cái. Đó là chuyện tất yếu của cái xã hội này thôi, chứ anh em đừng thắc mắc sao mà xem cái video này 3, 4 năm sau hỏi mua sao giá nó lại cao. Thì anh em biết rằng anh em làm công nhân, hoặc nói cách khác là anh em đi gặt lúa thuê đi. Năm nay anh em gặt lúa với giá là 100 ngàn một ngày, thì năm sau anh em muốn là giá nó phải là 101, 102 anh em mới làm được. Thì thợ họ làm lồng chim nó cũng như thế thôi. Còn chúng tôi báo giá hiện tại là chúng tôi đang báo giá cái giá hiện tại thôi, chứ còn không thể nào báo giá được cái giá tương lai cho tất cả cái này. Đó, hoặc là anh em thích mẫu lồng nhôm khoan lỗ thì có mẫu A3. Mẫu này là đang có size 36. Và cầu thì mẫu này có đang là có cầu thường và nhôm khoan lỗ như thế này. Nó sẽ tặng kèm cho anh em full phụ kiện bao gồm là cống ăn, đáy hướng phân. Và riêng cái mẫu này thì anh em sẽ được tặng cả cái áo trùm có dây kéo luôn ha. À, mẫu này nó mắc tiền hơn một tí, mẫu này thì giá nó 270 ngàn nha tất cả cái này. Đây, áo có dây kéo, áo trùm kín có dây kéo. Và anh em nào muốn nó đẹp hơn, anh em có thể chọn lắp thêm cầu rồng chạm 3D bằng gỗ gỗ đỏ như thế này, anh em trả thêm 100 ngàn nữa ha. Đó. Hoặc là anh em muốn lồng hình quả đào thì ở đây chúng tôi có mẫu A1. Lồng quả đào thì chúng ta sẽ đo cái đường kính của cái bụng, cái đường kính của cái bụng này là bụng 36, thì cái này đang có giá là 220 ngàn, cũng tặng full phụ kiện cống áo hướng phân ha. Còn nếu mà anh em muốn cái bụng to hơn nữa thì anh em chọn cái bụng 40. Cùng 40 như thế này thì nuôi phủ đuôi thoải mái luôn, quá thoải mái rồi. Đó thì đây là sẽ là mắc hơn chỉ có 20 ngàn thôi, 240 ha, cũng tặng full phụ kiện như vậy. Đó, anh em thấy lòng cái nang nhôm nó to như thế này, nang nhôm 2 ly to như thế này anh em bẻ còn chưa nói gì thì xài biết chừng nào mới hư được. Đó, chúng tôi từng bán cho nhiều khách thay mấy lần áo, hai mấy lần cái đít này cũng chưa hư nữa. Đó, treo quầy nắng quầy mưa thoải mái. Đó, thì những cái nhỏ nhỏ như cỡ này thì anh em nuôi mồi ngắn đuôi, còn như cái size 40 hay size 36 này thì anh em nuôi mồi dài đuôi là rất là thoải mái ha. Đó thì anh em thích thì cứ liên hệ đến với shop ha. Giao hàng toàn quốc cho anh em kiểm tra hàng thoải mái trước khi trả tiền ha.